Ví dụ bây giờ, bạn hãy nhấp vào liên kết ở dưới video. Đây là một ứng dụng cho vay đáng tin cậy. Bạn có thể vay tiền chỉ với chứng minh nhân dân và số điện thoại. Có thể đăng ký hạn mức tối đa lên đến 8 triệu đồng và không cần lo lắng về áp lực trả nợ, lãi suất thấp, lại có thể trả góp định kỳ. Điều quan trọng nhất là nhấp vào liên kết bên dưới video để đăng ký ngay bây giờ.